Chào mừng các bạn đến với kênh Khang Primal. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn con Transformers Generation Rhinox. Thì đây là một, mấy bạn nào có coi Beast Wars thì chắc biết Rhinox là ai. Thì đây là bản IDW của nó. Thì đây là cái box, box bình thường như bao box khác thôi. Mà cái box của mình thì nó hơi bị hư một tí. Mình nghĩ là do khâu vận chuyển. Thì mình thấy là cái box này có vẻ nó không chắc chắn cho lắm. Thì đây cái box. Ở đây có tiểu sử của Rhinox, rồi chỉ số rồi các kiểu rồi, như đó thôi. Thì con này sản xuất năm 2014. Thì bây giờ đã là 4 năm rồi. Con này được làm theo phần Beast Wars, nhưng mà đây là phiên bản mới của trong truyện IDW. Mấy bạn nào có đọc thì chắc biết. Thì cái dạng tê giác này thì nó không có giống trong phim. Nó nhìn nó giống một con tê giác thật hơn. Thì đây là một điều đáng mừng. Nhìn nó rất là giống một con tê giác thật. Thì con của mình bị một cái vấn đề là cái chân phía sau này nó không có lắp sát vô được giống như chân bên đây, nên nó cứ bị bung ra. Thì đó là vấn đề đầu tiên của nó. Thì về tạo hình, con này nhìn rất là đẹp, nhìn rất là giống con tê giác. Chỉ có một số bộ phận của robot lộ ra nhưng mà không quá rõ, với lại ở dưới đây. Nhưng mà cũng không sao, bởi vì mấy bạn không thể nào mà trưng bày con tê giác như vậy được, đúng không? Về màu thì màu sơn thì con này màu sơn ít, khá là ít, chủ yếu là màu da của con tê giác thôi. Có sơn một xíu chỗ như cái sừng mắt, mấy cái răng, thì đặc biệt là mấy cái răng sơn rất là kỹ, sơn kỹ tới từng cái răng luôn mà không bị lem màu chút nào hết. Thì mình rất là thích điều này. Rồi còn về thì con này nó có một số chỗ làm bằng nhựa dẻo, như hai cái lỗ tai, cái sừng, như lại cái mông của nó. Thì phần nhựa dẻo này là để đảm bảo cho mấy chỗ này không bị gãy. Thì nếu mà làm bằng nhựa cứng thì mấy cái chỗ nhỏ nhỏ thế này kiểu gì cũng bị gãy. Và miếng này cực kỳ mỏng luôn, cho nên làm nhựa dẻo là quá hợp lý. Và người ta dùng cái màu sơn cho nhựa dẻo với nhựa bình thường, nhìn nó khá là match, nó khá là hòa với nhau. Thì nhìn trên camera thì nó có vẻ rất khác, nhưng mà nếu mà bạn cầm con này trên tay thì gần như hai chỗ này là một. Rồi thì về khớp ở dạng tê giác thì miệng nó chỉ mở được. Nếu mà bạn mở hơi rộng thì nhìn nó hơi kỳ, và mấy bạn nhìn thấy đầu của robot trong đây. Chân phía trước thì cử động phía trước được, để lộ một số chỗ robot ra. Thì nó cử động phía trước được, vậy là do dạng robot cái này hành cái tay nên cử động được. Thì chân phía dưới này cũng xoay được. Rồi, còn chân phía sau thì nó có cái khớp ở đây dành cho việc biến hình, cho nên mấy bạn có thể cử động ra được tới đây. Cả vậy, bên đây cũng vậy. Thì con này về cơ bản giống như một cục gạch, nhưng mà trong phim thì nó cử động khá là ok, và nó có thể làm được tư thế yoga giống vậy luôn. Đó. Thì đó, trong phim thôi. Mình nghĩ là nếu mà người ta ra phiên bản Masterpiece thì con này cũng làm được như vậy. Thì con này nhìn, mấy bạn nhìn thấy thì nó hoàn toàn không giống trong phim chút nào. Giống nhìn nó giống con tê giác ngoài. Thì nếu mà giống trong phim thì phải là phiên bản cũ, hoặc cũng không giống lắm, nhưng mà nhìn nó giống hơn. Thì mình có con đó ở đây. Con này chỉ là hàng nhái thôi, nhưng mà nhìn nó cũng tựa na ná. Thì hai con y chang về cái cử động thôi, và về cái dạng thú thì không phải bàn ha. Con này thắng chắc chắn rồi. Con này cũng vậy thôi. Thì mấy bạn tới đây không phải coi review con này nên nhìn sơ vậy rồi. Nãy quên, thì có một tờ hướng dẫn. Như review trước mình nói thì mình thích tờ hướng dẫn có màu, thì mặc dù màu nó không nhiều, điển hình là cái này. Đó, màu nó không có nhiều nhưng mà ít ra nó có màu. Nó đỡ hơn của con War Primal không có tí màu nào luôn. Đó, thì cái tờ hướng dẫn khá là bự. Đây.
Thì con này nếu bạn nào coi phim thì biết, trong phim thì nó là giống như trợ lý cho Optimus Primal, nó là một đứa mà ngồi máy nhiều hơn, nó thường hay làm mấy công việc máy tính rồi vũ khí này nọ. Thì về sau này qua Beast Machine thì nó bị biến thành Tank Core, bởi vì mấy con kia thì có dạng Transmetal cho nên được trở về lại dạng dạng bình thường, còn con này không có dạng Transmetal nên từ dạng bình thường nó bị mất luôn cái spark của nó. Nó bị chiếm bởi Megatron xong nó thành con Tank Core qua phe ác. Thì đó là về phim. Thì cái phiên bản con này sau này nó được sử dụng trong game Forge to Fight, giống như game trên hình, thì nó để lộ rõ mấy cái khe hở này hơn thì nhìn nó chân thực hơn. Và trong phim thì nó cũng có một lần biến thành phe xấu, thì cái màu nó nhìn như trên hình vậy đó. Này, đó là mấy vấn đề thông tin thêm ngoài con đồ chơi. Bây giờ mình sẽ transform nó cho các bạn xem. Thì đầu tiên để trans nó, mình sẽ tháo cái miếng mông nó ra, này nhựa dẻo. Rồi sau đó mình tháo hai bên cái tay ra, thì hai bên này nó sẽ ráp vô cái khớp ở đây nè, đó, bằng cái lỗ trên đây, cái lỗ nhỏ nhỏ đây nè, nó gắn vào cái đầu của con tê giác. Rồi mình tháo cái miệng với lại cái đầu ra, đẩy này lên, kéo đầu ra phía sau, rồi mở cái bụng nó ra. À quên, mình phải tháo cái miếng phía sau này ra trước đó. Thì miếng này kết nối bằng lỗ đây với khớp đây, nguyên cái viền này với cái chỗ này, cái khớp nhỏ này với cái lỗ đây đó, ba chỗ khá là nhiều, thì nó bây giờ nó rất chắc chắn. Rồi tháo hai bên luôn. Rồi mình trên tiện rồi trên cái chân luôn, thì mình đẩy cái miếng chân này xuống, rồi lắp cái miếng sát vô. Thì con của mình bị một vấn đề là mình không hiểu tại sao nó có cái đường này, thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng mà mình hơi buồn. Không sao, rồi tháo hai bên hông nó ra, khớp chỗ này hơi cứng. Rồi lấy hai cái súng ra để qua một bên tí tính tiếp. Rồi mình sẽ lắp cái phần này vô đây, tháo cái váy, cái giáp chim nó xuống, tháo miệng tê giác xuống. Rồi mình cái khớp này mình đẩy nó ra phía trước nè. Đó, xong rồi mình chỉnh hai cái này nhìn cho nó hợp lý xíu đó, nhìn vậy. Rồi đặt hai cái vai xuống, thì hai cái vai nó không có cái chỗ nối vô, nhưng mà cái khe này nè, cái khe nhỏ này nó sẽ bám vô đây, thì nó cũng khá là chắc chắn, mặc dù nó không hoàn toàn là cái khớp nối vô nhưng mà nó rất là chắc chắn, cử động thì không bị dính vô, thì đó là khá hay. Rồi mình kéo cái chân tê giác xuống, mở mở này ra, lấy bàn tay ra đóng vô lại. Rồi bên này tương tự. Rồi mình cái phần này nè, nó có một cái chốt nhỏ ngay đây đó, bạn thấy không, một cái chốt nhỏ, mình sẽ đẩy nó xuống đó, xoay cái phần hông này lại. Rồi đây, sau một xíu khổ cực mình đã có, mình phải đẩy cái miếng mông nó lên, sát lên nè, nó phải sát lên vậy. Rồi lấy cái đầu tê giác ụp lại. Rồi sau một tí khổ cực chúng ta đã có được Rhinox trong dạng robot, thì dạng robot quá đẹp, đẹp không có chỗ chê. Rồi, thì đây là con này, nó bị một cái vấn đề khá là lớn, đó là việc đứng, thì nó đứng rất là khó cho nên mình xin phép là không để cho nó trên cái bàn xoay nữa, để nó tự đứng.
À, vậy dễ hơn. Rồi. Rồi, bây giờ hai cái súng thì mình sẽ tách nó ra. Xong rồi gắn cái phần tay cầm vào. Thì hai cái súng này nhìn nó giống phim nhưng mà không đẹp bằng phiên bản của Takara. Takara phiên bản rất là đẹp, là người ta sơn cái viền này nè, viền màu trắng, rồi cái chỗ ở phía trong này nó màu đen, thì nhìn như trên hình vậy đó. Thì phiên bản của Takara thì hai cái súng rất là đẹp nhưng mà bù lại giống như trên hình bạn thấy, con tê giác màu vàng thì nó không giống lúc nào. Nhưng mà phiên bản đó thì giá nó rất là mắc hơn, cho nên mình lựa chọn lấy phiên bản này vì giá rẻ hơn. Thì hai cái súng này có spinning action, ấn thì nó xoay. Thì con cũ cũng ấn được nhưng mà nó chuối hơn rất là nhiều, tức là thay vì cây súng bạn cầm vậy nó xoay như vậy đúng không, còn phiên bản cũ thì bạn cầm vậy nhưng mà cái cục xoay này nó nằm trên à, thì bắn không biết bắn ai trên trời luôn, không hiểu. Rồi cái là cây súng thôi. Thì bây giờ quay lại nhân chính là Rhinox của chúng ta, thì nhìn rất là đẹp, đúng là sự phát triển khác biệt giữa năm 1996 95 gì đó so với năm 2014. Thì con này nó nhìn vừa giống phim mà vừa giống phiên bản, nó ưu tiên hơn so trong phiên bản truyện. Thì phiên bản truyện nhìn giống vậy nè đó, thì nó ưu tiên hơn để giống phiên bản truyện. Thì con này về sculpting, về phần tạo hình rất là đẹp, không có gì chê được, ngoại trừ việc phía sau nó hơi rộng một chút xíu thì cái này cũng có thể bỏ qua. À, cái đầu của con tê giác thì hơi quá khổ nhưng mà cũng kệ không sao, cũng giống trong phim, hơi quá khổ so với cái lưng. À, hơi tạo hình thì nhìn rất là ok rồi, nhìn rất là đô con, nhìn rất là ra dáng Rhinox, ra dáng mang đầu gấu nữa. À, về phần sơn thì sơn con này màu màu nó khá là bóng loáng, mấy chỗ vàng vàng này nè là sơn màu bóng, nhìn nó sáng rất là đẹp. Màu xanh thì nó chỉ là xanh bình thường thôi, nó nhưng mà vẫn nhìn vẫn rất là đẹp, rất là ok. Nhìn trên cam và nhìn ngoài mắt thì mình vẫn tưởng nó là dạng bóng, còn mấy chỗ khác thì dạng màu sơn của con tê giác thì không nói rồi. Thì cái phần cái hàm này, cái mấy cái chi tiết này nọ, máy móc nhìn cũng rất là đẹp, máy móc nhìn chi tiết máy móc rất là nhiều. Nó bù lại cho việc là con này biến từ một con thú thú thuần luôn thì có nhiều chi tiết máy móc để rất là tốt. Về cái đầu để mình zoom lên, à, mấy bạn thấy cái mặt nhìn rất là đẹp, rất là giống Rhinox trong phim và trong truyện. Và đặc biệt là hai cái ký hiệu Maximal ở trên trán. À, thì nhìn nó rất là nhỏ và nó rất là đẹp, rất là sạch sẽ, không một chút lem nào luôn. Thì mình không biết là người ta làm thế nào được cái việc đó, thì đây là một điều rất là đáng mừng. Ừ, về rồi bây giờ về khớp. Khớp thì đầu nó trên khớp tròn cho nên xoay được, nhìn lên được như đó, rồi nhìn xuống thì không được, xoay qua xoay lại được, nhưng mà cũng hơi vướng, cái cầm nó vướng với lại hai cái miếng hai bên này nè. Rồi khớp tay thì xoay được, cử động ra được. Rồi. Này thì có khớp xoay nãy nói rồi, và cái khớp này thì nó thiết kế thì khá là tệ, tại vì nó mà nghe cái tiếng một cái tiếng rắc hồi nãy đó, là nó khóa lại vô dạng của tê giác thì nó thẳng như vậy luôn. Và khi mấy bạn cử động á thì nó cử động cả một bước về luôn, nó 45 độ luôn. Rồi cái cử động thật sự nó chỉ có tới đây thôi. Đó, thì nguyên một cái đoạn này mình không có được, không? Đó, thì hơi buồn. Và không có khớp cổ tay thì đây là một điều đáng buồn. Một con Voyager Class mà không có khớp cổ tay thì khá là buồn. Rồi, khớp hông thì có xoay được hồi nãy nói. Nhưng mà đây là một cách, thì cách trend này là cách trend đúng, mà có mấy bạn nếu mà muốn nhìn nó ụt ịt một xíu giống trong phim á thì mấy bạn đẩy cái phần này ngược lại giống trong dạng tê giác,
thì đó nhìn nó ụt ịt hơn, thì nhìn nó khá là lùn, và cái này cũng giúp cho nó đứng rất là dễ, nó đứng một cái là lên liền. Thì mình không thích như vậy, mình thích để nó cao cao hơn chút xíu. Thì có với lại nó có thêm khớp xoay đây. Rồi về chân thì đá lên được, đá ra sau được, banh ra được luôn. Rồi, có khớp swivel, khớp xoay ở trên đùi. Đầu gối thì gập được nhiêu đây, nó bị dướng cái miếng này cho nên gập không có nhiều. Và cổ chân có khớp nghiêng xuống đây, thì đây là một điều đáng mừng, đây là lý do tại sao mình chọn mua con này mà không chờ Masterpiece. Bởi vì có cái khớp này thì cử động mấy cái tư thế mà banh chân ra vậy nhìn nó rất là tự nhiên, nhìn nó rất là đẹp. Và mình thấy là việc cho nó vào, việc cho cái khớp đó vào mấy con ở size Voyager là rất rất tốt. Rồi, thì khớp con này như đó, thì con này như đã nói với mấy bạn nãy giờ, thì nó một vấn đề là cái việc đứng. Các bạn nhìn cái bàn chân nó thiết kế nè, nó không có thẳng đều, cái này nó không có đứng được. Thì mấy bạn nào biết Jobby the Hon thì có thể cũng biết cái cách xử lý của ông đó về cái việc này rồi. Thì ông nói chỉ là chúng ta sẽ dùng cái bàn chân tê giác đứng chính rồi mới dùng cái này để lên phụ sau đó, thì các bạn giúp cho việc nó đứng dễ hơn đó. Thì việc này sử dụng trên mặt bằng mặt mặt phẳng bằng thì nó tốt hơn, ở đây thì mình dùng cái ghế này làm nền nên không có rõ lắm, thì xin lỗi các bạn về điều đó. Rồi thì con này cầm cái súng được, cầm vô như trong phim luôn, hai súng, hai cái Gatling gun rất là đẹp. Thì nếu mà mấy bạn không xài hai súng này thì cái này là điều mình tìm ra, cái này không có trong bản chính thức. Thì ngay trên vai nó có hai cái lỗ, thì cái cây súng này gắn vừa trên cái lỗ đó. À, thì các bạn có thể dùng cái này như một cái weapon storage. Nhìn có vẻ hơi chúi nhưng mà cũng tạm được, nếu các bạn chân nó trên kệ mà bạn không để được trên tay thì các bạn cũng có chỗ để trên đó, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh nó với lại cái con gốc con cũ. Thì như các bạn thấy con gốc con cũ nhìn nó rất là lộn xộn, nhìn rất là lộn xộn, nhìn không gọn mà con này được. Cái chân của tê giác với tay robot đó, thì nó là như vậy nè, cái lúc nó trans thì nó bùng cái tay ra, thì nó nhìn nó không giống trong phim chút nào hết. Trong khi ở đây người ta đã quyết định tách nó làm hai phần, và cái việc tách này rất là tốt, nhìn nó rất là giống trong phim luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái giáp bên hông này, thì trong dạng tê giác cái giáp này không xuất hiện ở bên ngoài phần tê giác, tại vì nó được che bởi nguyên một cái miếng này luôn. Thì cái con cũ thì nó người ta đồng nhất nguyên cái miếng đó, và khi trend lên đó, thì nó thành cái giáp bên hông, nhưng mà nhìn nó rất là vướng luôn. Hai cái này phải gọi đúng là hai cái keyboard luôn, không có từ nào diễn tả được. Thì nâng cấp trend từ cái miếng đó thành một phần gập vô đây, và thêm một cái miếng phụ ở trong để làm cho cái giáp hông nó nhìn cho giống trong phim, thì rất là tuyệt vời, một điểm cộng rất là lớn. Và thêm nữa thì cái bàn chân thật ra cái này sẽ là điểm trừ. Thì cái con cũ á, chân nó trans á, thì cái phần phía trước phần chân tê giác cái ngón ở giữa nó sẽ bọc ra thành cái chân của robot, rồi phía sau thêm một miếng nữa. Thì nếu mà đúng trong phim á thì nó phải là như vậy, nó phải để như vậy thì nó mới đúng, nhưng mà như vậy thì không thể nào chân bạn cử động như vậy được rồi, nên phải xoay như vậy. Thì dù gì để như vậy nhìn nó vẫn giống trong phim. Còn cái phiên bản này á thì người ta không có làm gì, người ta xoay hẳn cái chân này sang phía sau luôn, thì nó không giống trong phim. Thì mình nghĩ nếu mà được thì người ta sẽ làm một cái khớp xoay ở ngay đây đi, xoay nó ngược lại xong rồi trans nó y chang giống vậy đó, thì nó sẽ giống trong phim hơn, cái độ giống phim nó sẽ là tối ưu. Nhưng mà chắc là kinh phí có hạn cho nên người ta đã không làm điều đó. Cho nên thôi, thì chấp nhận được từ con này mà lên được con này đã là một kỳ tích rồi. Thì bây giờ là về size, con này là size Voyager nên cái chiều cao của nó là khoảng chừng 18 cm. Con này hơi lùn thì chỉ cỡ 16 cm thôi.
Thì bởi vậy đó là cũng lý do nữa là mình trend cái cách trend thành để mình để cái phần này ra phía dưới. Thì để cho nó cao hơn một xíu. Thì trong mấy dàn mấy con Transformer mà về size Voyager của mình thì con này lùng nhất. Thì mình nghĩ con này nếu mà đúng á, nó sẽ là size Mega. Thì size Mega là chỉ có dòng Beast War với Beast Machine với một số dòng khác nữa, nhưng mà hai dòng đó là chính. Thì size Mega là nó cỡ ở giữa Deluxe với Voyager, mà hồi xưa Voyager là Ultra Class. Thì việc mà đứng vậy thì giống như nãy mình nói rồi, cho em nữa nó bị hỏng một cái lỗ đây, nhưng mà không sao hết, mình bù lại được cái chiều cao cho nó với cái khớp hông thì về là quá ok. Thì về giá thì con này trên Taobao bây giờ là 140 tới 155 tệ, thì về đây là khoảng chừng 650 cho tới 750. Thì một con Voyager như vậy thì giá là hợp lý rồi, đó là giá trên Taobao. Còn bạn mình anh Ricky Huỳnh, anh giàu Huỳnh ở Mỹ, thì anh nói con này chỉ còn khoảng chừng 9 đô. Thì 9 đô nhân lên tiền bây giờ thì giá nó cũng là rẻ, khá là rẻ, rẻ hơn nhiều so với lại giá trên Taobao. Thì nếu mấy bạn nào trên bên Mỹ thì có điều kiện tốt hơn để mua. Thì con này nhìn chung thì tất cả đều ok, một số điểm trừ của nó thì mình đã nói rồi, nhưng mà bù lại thì các điểm tốt vẫn là rất nhiều và mình cảm thấy con này mua rất là đáng tiền, rất là đáng tiền. Và mình nghĩ là nếu mà người ta ra Masterpiece thì cái độ hoàn hảo của nó cũng không hơn gì nhiều với con này, cho nên là nếu mấy bạn nào kinh phí eo hẹp giống như mình thì có thể mua con này thay thế cho Masterpiece. Rồi, nó là review của mình, mấy bạn coi thích thì cho mình cái like, subscribe cho mình. Rồi muốn mình góp ý gì cho mình thì comment ở dưới. Chào các bạn, peace.